Hello, xin chào tất cả mọi người. Hiện tại thì Sang đang test Sumiko Bella 42, một cái dòng loa kéo di động của nhà Sumiko để mà giao cho khách ở Phan Thiết. Thì mọi người thấy là cái dòng sản phẩm này khá là nhỏ gọn, thì đây cũng là cái phân khúc nhỏ nhất trong cái phân khúc hệ thống loa kéo Sumiko. Tuy nhiên thì con này cũng là cái con hay nhất và bên Thiên Vũ ưng nhất về cái chất âm cũng như cái thiết kế của con này. Trong cái tầm giá hơn 4 triệu thì khó có thể kiếm được một cái dòng sản phẩm nào mà có cái chất lượng như thế này. Và con này Thiên Vũ bán cũng khá là nhiều. Và đây là con thứ ba mà chị khách ở Phan Thiết đã mua ủng hộ Thiên Vũ đối với sản phẩm này. Mua về thì mọi người hưởng ứng thấy hay thì khách giới thiệu thêm cho Thiên Vũ. Thật sự thì cũng rất là cảm ơn chị. Rồi bây giờ thì Sang sẽ test thử chất âm của sản phẩm trước khi mà giao cho khách nha. Đây sản phẩm này thì có cho chúng ta echo, delay, reverb luôn, nên là đối với những ai mà có giọng yếu thì hát sẽ rất là dễ. Echo hỗ trợ giọng với chúng ta, reverb hỗ trợ cho chúng ta độ vang, nó hát nó mượt mà hơn, nó sẽ không bị khô như những cái dòng sản phẩm hiện nay trên thị trường. Rồi với một cái tầm giá như vậy mà có đầy đủ tất cả mọi thứ ở trên này thì phải quá ok rồi ha mọi người. Rồi bây giờ Sang sẽ thử ngay cho mọi người luôn nha. Đầu tiên là điện thoại trước. Rồi. Đây, xin tăng phần nhạc lên trước ạ. Alo, 1, 2, 3, 4. Quá nhẹ, quá dễ hát. Rồi. Alo, 1, 2, 3, 4. sầu bi yêu em hơn ngày xưa. Nếu những màu xanh nhạt dần, anh sẽ vẽ em với màu nổi nhớ. Và nếu thời gian trở lại thì những nhánh sông hay bao con đường cũng sẽ dần về một ngày anh chờ em. Vì ngày em đến là ngày mùa hè, bầu trời lấp lánh những cánh hoa như xoa tàu bay. Và dù anh có trở lại, vẫn nguyện lại thề, vì mà nó chẳng em cay là hoa tươi không tàn. Rất là dễ hát nha mọi người. Chất âm trên cái dòng sản phẩm Sumiko Bella 42. Thì hiện tại thì sản phẩm này Sang có tại Thiên Vũ. Mọi người hãy đến trải nghiệm.
Nếu mà mọi người muốn mua ngay trực tiếp thì mọi người cứ liên hệ trực tiếp Thiên Vũ nha. Họ sẽ có một cái mức giá tốt nhất, ưu đãi nhất và nó hấp dẫn nhất trên thị trường dành cho mọi người. Ok, thì video clip của mình đến đây hết rồi. Bây giờ mình tiếp tục mình đóng gói mình về cho khách thôi. Bye bye mọi người nha.